Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Mình là Đại Ca đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm Smash nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm lại một cái chương trình, đó chính là một cái chương trình tạo ra một cái khu vực địa hình, khu vực địa hình hình vuông giống như Minecraft chẳng hạn. Và nó sẽ tạo ra ngẫu nhiên nha. Giờ chúng ta bắt đầu nào. Thì cái kiểu mà tạo ra điều hình ấy nó cũng giống như là mình đang ở trên mình đang ở Việt Nam mình đi. Giờ là mình có gì ta? Có điều hình đất đất đô đúng không? Thì người ta có điều hình, người ta nói vào cái độ cao, độ thấp, xong lầu ở trong có gì vậy? Nên giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái địa hình nó hiện là cái phần đất, phần phần đá, phần than, phần sắt, là phần phần lá lá và cây, đâu độ rộng, đâu độ độ thấp nữa. Rồi thì lúc làm ấy thì chúng ta sẽ phải làm ra những cái cục hình gì đó ấy. Để mà chúng ta lấy đó đỡ lấy mấy cái hình đó để tạo ra một cái địa hình đó. Thì chúng ta chỉ nhấn cho chị Hân bitmap thôi. Rồi mấy bạn nào muốn cho bạn chị Hân vector, các bạn vẽ ra cái cục đất. Thì mình sẽ cho các bạn là làm vẽ ra một cái cục đất cỡ 2 hoặc 4 hoặc là mấy ô cũng được, nhưng mà miễn sao cho nó to kích cỡ bằng nhau nha. Nên là mình hay dùng bitmap đó. Thì các bạn muốn dùng vector lấy cái hình vuông này cũng được, và mình sẽ dùng bitmap. Thì các bạn hãy tạo cho mình vị cho mình cái cục đất hình dạng cục đất, hình dạng đá, hình dạng và hình dạng của cục đất, nhưng mà có điều là nó ở trên cùng, nó có cỏ trong đất ấy. Ở đây thì hôm nay sẽ vị nha. Đúng, và mình cũng không đợi lâu nên là mình sẽ làm nhanh để khỏi tốn cái video này. Lâu giờ thì chúng ta đã bị xong ba cái cục đất, ba cái hình dạng đất đá và đất mà nó có cỏ ở trên nè nha. Giờ là chúng ta sẽ lắp lại cái kiểu vĩ của nó. Nên đấy. Giờ cái hình này ấy, chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng cho ba cái hình này đợi vô cái slide. Ba đối tượng này đợi vô slide nha. Rồi, xóa mấy cái hình này đây. Rồi. Đất cỏ đồ bỏ cái trang phục đầu tiên. Giờ các bạn hãy nhớ, các bạn nhớ đợi nó đợi đúng vị trí nha. Cái hình nó có số thứ tự hình dáng. Rồi giờ chúng ta sẽ làm, giờ chúng ta sẽ tạo ra địa hình bằng cách là vỉ mấy cái cục đó từ dưới lên trên. Thì ấy, lúc mà làm đó ấy, thì chúng ta sẽ cho nó chỉnh tọa độ thử xem có được không. Chúng ta sẽ chỉnh tọa độ thử, chỉnh đi, coi giống như kiểu 242, mình chỉnh xem mà cho nó đúng ấy, cho nó đúng chỗ 228 ở lực âm 230 âm 232 âm 231 âm 232. Rồi vậy có cái đây ấy là 170 thử no âm 171 âm 172. Đấy, vậy là nó vừa chỗ này rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái khối ấy, chúng ta sẽ gọi là khối á. Khói tạo điều, tên là tạo điều hình. Nó gì được tạo điều hình cho ta nha. Rồi chúng ta sẽ nhấn
chạy mà không làm mới màn hình thì các bạn bỏ cũng được. Hay là đỡ mấy xem cái bé chân nó chạy ấy, đó là nhìn thấy đẹp, nhìn thấy vui. Là tại điều hơn là đỡ đây. Xong rồi ấy, các bạn thêm cái khối lần sự kiện là khi bấm về lấy cái màu xanh thì cho khối lần tạo cho cái khối lần tạo điều hình. Thì lúc mỗi cái trò chơi ấy thì mỗi cái trò chơi theo kiểu mà chúng ta đứng trên mặt đất ấy, có hình mặt đất, xong rồi ở dưới là đá, xong rồi ở dưới xong rồi có than, có sắt, xong rồi ở dưới nước nhung nham đồ ấy, giống như Minecraft. Thì nhìn nhìn kiểu tâm kiểu vậy ấy, thì chúng ta tạo ra cái địa hình kiểu 2D là vậy. Chúng ta bật định nghĩa tạo địa hình nè, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhắn vào thêm phần mở lòng và thêm cái bút vẽ vẽ bằng cách nhân vật của bạn. Và lúc đó chúng ta sẽ thêm cái khối lệnh xóa tất cả đấy, xóa tất cả mọi thứ. Thì cái hình này ấy là chúng ta lấy, chúng ta gửi là thế đồ họa, là đây là những cái đồ họa nó có hình đây à, để mà tạo ra cái địa hình. Nên hãy các bạn đặt tên nhân vật là địa hình nha. Rồi xóa tất cả cái này là chúng ta sẽ, trong này nó có cái khối lệnh in hình. Để lúc mà nhấn in hình này là nó sẽ tự động in in cái mặt mình lên trên cái màn hình luôn, in cái nhân vật mình lên trên cái màn hình. Rồi lúc ra nhấn xóa tất cả nó sẽ xóa mất cái hình đó, hình mình mới in mặt mình vô. Và lúc đó chúng ta để đỡ cái đối tượng cho nó đúng đúng chỗ mà ở bên cạnh cạnh của màn hình đúng không? Vậy chúng ta lấy, các bạn đừng có thay đổi, các bạn thêm khối lệnh đi đối điểm âm 232 và tọa độ y là âm 172, là cái tọa độ x và y. Hay các bạn thêm tọa độ x và y sao cho mà cho nó đi đến chỗ mà làm cho nó sao ta, để làm cho nó chạm đến cái biên cạnh phù hợp nhất ấy, chạm đúng cái biên luôn. Rồi lúc đấy đúng không, đúng không, lúc đấy rồi đúng không, thì chúng ta sẽ cho nó lặp lại như thế này. Giờ chúng ta sẽ tới phần lặp lại sao mà cho nó tạo ra cái địa hình nè. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến, đó chính là biến độ cao. Là lúc cái này là nó chỉ dành cho cái việc đi ta, là cái địa hình ấy nó có kiểu nhìn phần trên nó là đất, phần dưới là đá than sắt cái gì đó, phần dưới cũng nữa có nhung nham kim cương đồ, nên chúng hẹn là lõi của trái đất. Nên chúng ta đặt lại cái độ cao ấy, do là cái địa hình ta đâu phải nó phẳng hết đúng không, nó có cái núi ấy, nó do vậy địa hình nó cao lên, xong rồi có cái chỗ đồng bằng thấp ấy là nó sẽ thấp xuống hệ thung lũng. Nên chúng ta mới tạo ra cái biến độ cao này để cho nó in lên độ cao của cái khối này, cho nó lên 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 cái khối này, nó in lên xong rồi nó dịch lên trên, in lao dịch lên trên, in lao dịch lên trên nữa. Rồi cho nó lặp lại 10 lần, lặp lại độ cao, nó sẽ in lên từng khối theo độ cao, theo cái biến độ cao này lên trên nè, để tạo ra địa hình, một phần của địa hình. Và lúc đó chúng ta thêm khối lệnh là đặt cái độ cao là đây, lấy ngẫu nhiên từ 10 cho tới 15. Giờ chúng ta đặt cái khối lệnh đặt độ cao này lên dưới của mình, là đặt độ cao hành lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 15. Thì cái độ cao này nó chúng ta sẽ vỉ đá theo kiểu đá thì nó con nó mình đèo ra thứ ở kia nó còn chưa hết kia, rồi làm lại cái độ cao của cái mấy cái tảng đá đó bằng cái biến độ cao này. Thì chúng ta sẽ cho nó cái thêm một cái lặp lại vô, lặp lại độ cao nữa là 30. Thì cái lặp lại độ cao rồi ấy là chúng ta in nó lên cho nó bay lên trên, rồi cái lặp lại 30 lần ấy là
chúng ta cho nó dịch sang bên phải xuống dưới cung nữa, rồi cho nó vỉ 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 lại nữa cho đến bên phải cùng của cái màn hình. Đấy, đó là cách để máy trèo điều hình. Chúng ta lặp lại độ cao là chúng ta sẽ in hình. Chúng ta nhấn là khối là chuyển sang trang phục là đá và chúng ta sẽ in hình. Hệ chúng ta đợi trên này à, chúng ta lặp lại in hình, nhưng mà nó sẽ in hình mãi trong đây đấy, cho nó không có làm nên nên là chúng ta sẽ làm cho nó lên cao. Chúng ta thử nghiệm đây trước ạ. In hình xong rồi cho nó dịch lên trên máy ấy. Coi thử. Giờ chúng ta in hình trước thôi. Chúng ta thử nghiệm in hình trước. Sau chúng ta dịch cho nó lên trên cỡ bao nhiêu. Thay đổi ơi. Đặt thay đổi ơi một lượt 10 ơi. 10 nữa. Đâu vậy là lên 20 rồi. Giờ âm 5. Vậy lên 5. Vậy là chúng ta có thể lên, có thể lên 5 cái không? 16. 16 cái. Vậy là chúng ta sẽ thay đổi y một lượng là 16 cái. Tùy theo các bạn, miễn là cho nó chạm đúng cái phần biêu của nó luôn. Cho được coi dịch dịch dính vô, hoặc là cho nó bị cách cách một khoảng trống nhỏ, dù là nhỏ không. Rồi. Chúng ta in hình này. Xong rồi chúng ta thay đổi y một lượng là 16. Sẽ cho nó chạm đúng cái biên được á, dịch dính vô hoặc là cách ra một khoảng trống nhỏ. Rồi chúng ta bật. Thì các bạn thấy ấy, thì nó lại tạo ra một cái khu khu đá cao rồi. Và tiếp theo các bạn thêm cái khối lệnh lặp lại 2 lần. Là lặp lại 2 lần là đợi chúng ta thêm cái khối lệnh chuyển sang trang phục đất để nó vì cái đất mình này, cái cục đất ấy lặp lại 2 lần. In hình là thay đổi ấy một lượng 16 tiếp đấy, các bạn thấy không, nói là hai hai hình đất. Coi thử nha, một cái, hai cái, ba cái, vất đề. Nó làm vậy là chuyển sang trang phục đất, in hình một cái lên, in hình hai cái lên. Giờ để tiếp theo nha, thực ra đặt một cái thử. Cái đặt kiểu 10 hay sao ấy. Rồi làm vậy rồi đúng không? Xong rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang trang phục cuối. Đây là phần lớp đất ở trên cung mà, là mình dọc lên ấy, là chuyển sang trang phục đất cỏ. Nó có cỏ trên này. Rồi xong rồi chúng ta thêm cái khối lệnh in hình, khỏi cần thay đổi ấy một lượng nữa, do chúng ta không cần nữa. Đấy tạo xong rồi. Rồi chúng ta sẽ dịch xuống dưới nữa. Chúng ta sẽ lặp lại cho nó dịch xuống dưới, dịch dịch xuống dưới cùng, xong cho đi đến xuống cùng, xong rồi cho nó dịch sang phải chút là nó vỉ tiếp cái phần bên phải tiếp theo. Thế nó vỉ từng phần vậy, nên điểm ít nó sẽ dịch sang bên phải chút à. Lấy cái mà đi đến điểm ít về dưới cùng bên trái lúc nãy của các bạn ấy. Thế đi chúng ta đặt đi đến điểm ít là x cộng cho 16 cái đồ dài cạnh mình, cạnh của cái khối ấy. Rồi đợi mình đợi vô lại, sorry. Đấy các bạn thấy chưa, nó dịch ra đó. Vậy vậy bây giờ chúng ta sẽ cho nó lặp lại 30 lần đúng không nè, lặp lại 30 lần. Đấy, nó sẽ chạy nữa. Vậy đợi chút. Rồi, các bạn thấy nó không có thay đổi đúng không nè. Nhưng nếu mà các bạn suy nghĩ chúng ta sẽ đặt cái đồ biến độ cao hành ngẫu nhiên, lấy ngẫu nhiên từ 10 đến 50. Nhưng không phải vậy đâu. Vậy là sẽ sai. Đó là nó sẽ có một cái cao lên, có một cái xuống ấy. Thế tự nhiên có cái đất nó thụt xuống không, có cái đất nó lên, các bạn thấy nó cái địa hình nó bị đột biến đúng không?
Nó chúng ta chỉ nó chúng ta chỉ không cần thêm cái này, chúng ta chỉ đặt, chúng ta chỉ là thay đổi độ cao thôi, thay đổi độ cao là thì các bạn đâu có đặt một lượng là một hoặc là âm một không, vì nó sẽ cao dần dần cao lên, nó mà có cái gì làm cho nó thấp xuống, các bạn suy nghĩ đi. Nên chúng ta sẽ làm cái này là thay đổi độ cao một lượng là lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến âm 1, ngẫu nhiên từ 1 đến âm 1. Đây nó chỉ có 3 trường hợp là nó lấy ngẫu nhiên từ 1 đến âm 1. Vậy là nếu mà nó tăng thêm một, thay đổi một lượng làm tăng thêm một đơn vị ấy, biến độ cao như vậy rồi nó lặp lại lần thứ hai, thì cái khối chắc chắn cái khối đá thì nó sẽ cao thêm một một cái địa hình thì nó sẽ cao thêm một khối. Còn nếu mà độ cao nó tăng tăng âm một đơn vị, nghĩa cũng có nghĩa là nó trừ giảm một đơn vị, vậy thì cái địa hình tiếp theo mà vị ấy thì nó sẽ thấp thấp một khối không. Còn nếu mà nó nói số không ấy, vậy thì nó vẫn bình thường giống nhau. Nó là mình thêm dây để cho nó kiểu cân bằng ấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là chúng ta sẽ tạo kiểu cân bằng kiểu dây à. Rồi. Hoặc là nếu mà các bạn thấy nó cũng rối quá thì các bạn cái copy cái này đỡ vô nữa, lấy ngẫu nhiên từ 1 đến lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 1 âm 1. Thế thì nó sẽ có phần này nó cao hơn đúng không? Rồi. Vậy đợi đổi dây đây. Rồi, vậy giờ chúng ta tạo được phần đất này rồi đúng không? Giờ tiếp theo ấy chúng ta sẽ làm cái phần đá, thì dưới lớp đá ấy, nó sẽ có than và sắt. Rồi chúng ta sẽ làm như thế này. Đây. Rồi. Rồi. Giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì hôm nay chúng ta đã làm được một cái địa hình, làm cho nó làm một cái địa hình kiểu cân bằng gần như. Đấy, làm cho nó cân bằng kiểu đất kiểu kiểu đá, làm cái biến độ cao được mà cho nó cân bằng. Vậy giờ hôm nay video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì mong các bạn làm được địa hình này, và hẹn gặp các bạn lại vào video tiếp theo.